sao anh ha, bởi vì đâu còn ai đó. Đó thì nam diễn viên chính thì có một cái em dạ rồi. Cuối cùng phim nó cũng ra được mình cũng chết. Diễn viên Doanh Nhân, lãnh sự danh dự Romani, chị Lý Nhã Kỳ. Xin được giới thiệu diễn viên Kim Tuyến với vai Kelly. Xin được giới thiệu diễn viên Xuân Nghị với vai em trai của Quang Kha. Và chúng tôi cũng xin được giới thiệu các diễn viên đang cùng có mặt.